Như các bác đang mong muốn đem về dòng Monster M850 FW ở phân khúc tầm tiền 1 triệu để các bác mình sở hữu nha. Jack, đây là dòng Jack ba lăng, đầu ba lăng Nutrix đấy. Đấy, thấy những dòng Nutrix là đủ phê rồi các bác. Đây, đầu được cái để các bác cắm van và những con đẩy cao cấp, đẩy xịn sò vài chục triệu cho đến mười mấy triệu. Các bác có thể sử dụng một bộ dây như thế này để nâng cấp âm thanh hơn. Là dòng dây Monster 850 em đang giao các bác là 1 triệu một bộ nha. Dây ba lăng Nutrix, dây dài 1 mét nha các bác. Nói về thương hiệu Monster thì những dòng tín hiệu quá tuyệt vời rồi. M series 850 FW UK hay một bộ 1 mét xét Nutrix nha. Đầu được cái giá là 1 triệu một bộ nha, về được 5 bộ này. Và đây là dòng Onding, dòng dây cổ các bác. Đây là dây bãi nha, đây là bãi bên nước ngoài lên đầu nha các bác. Đấy, đây là dây lên đầu nha, nhưng mà dây nó là dây dòng Onding hàng cổ, dây xịn hàng cổ nha các bác. Chỉ có vài bộ thôi chứ không có nhiều, tại vì dây bãi là không có nhiều nha các bác, có được khoảng là 7-8 bộ các bác. Đây, lên đầu là sử dụng rack VKPT 0102AG đặc trưng cho những dòng dây sử dụng cấu hình bạc. Đấy, dòng dây cổ phụ các bác thích nghe nhạc vàng, nhạc bolero này thì dây nó sẽ có chút ngả vàng bởi vì nó theo năm tháng nha các bác. Đây là dây AV 1 mét nha, jack này là jack cao cấp rồi, VKPT 0102AG, giá là 2.500.000 một bộ nha các bác. 2.500.000 bộ, có được 8 bộ nha. Dòng này số lượng nó không có nhiều, chỉ về được 8 bộ. Và dây lo em về được 2 bộ này, dây lo em về được 2 bộ. Dây lo thì 2 mét rưỡi một vé, giá là 3 triệu 800 nha. Dây lo 3 triệu 800. Còn dây AV là 2 triệu 500 một bộ nha các bác. 2 triệu 500 một bộ. Đây là lõi của nó các bác. Một vé nó 2, 4, 6, 7 lõi nha. 7 lõi. Đây là dòng bạc tinh khiết các bác. Dòng của Anding thì không bằng bàn rồi, nhưng mà nó là dây cổ này là rất là phù hợp các bác mình nghe nhạc vàng, chơi những dòng banh cối hoặc là chơi những dòng nhạc như là Trường Vũ, Chế Linh, kể cả những dòng nhạc trữ tình mà bolero vân vân, nó thì rất là tốt. Nhắc tới những dòng Anding thì tiếng nó là đẳng cấp rồi, có được là 7 bộ này, 8 bộ đấy. Và đây là hai dây loa em để các bác là tốt nhất là 3 triệu 8 một bộ nha, 20 một vé. Tại dòng này là bên nước ngoài họ chỉ DIY lên là bắp chuối hết nha các bác, bắp chuối hết. Một bộ là gồm như thế này, là hai dây 20 rưỡi một vé, chỉ có hai bộ 3.800.000 cho hai bác là mình lấy bộ này nha. Những bộ này về các bác chơi những dòng loa hi-fi, kể cả dòng loa như là JBL L100 Canterbury, L65, L65 Dubai vân vân, đánh tuyệt vời luôn nha. Chỉ có hai bộ nha các bác, nó sẽ ngả mèo đục trắng sữa này. Có chỗ thì nó tránh còn trem, có chỗ thì nó chưa, tại vì nó là dây cũ nha các bác, dây cũ nhưng mà nó được gọi là tồn kho, mình sưu tầm được bên ngoài là họ lên đầu họ giao cho mình. Chất lượng âm thanh thì nó tuyệt vời rồi, tại vì nó là dây tốt, dây cao cấp. Còn đầu thì chỉ bên ngoài đa số họ lên đầu bắp chuối cho mình thôi, còn về các bác muốn xài chuyển đổi thì mua chuyển đổi nha, mình sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với những dòng dây hãng nha. Còn dây DIY mình tiết kiệm chi phí hơn. Như bộ này nếu mà hãng lên đầu á, thì các bác phải mua phải tầm 6 đến 7 triệu. Còn hàng bãi hàng cũ thì mình đầu nó sẽ rẻ hơn. Nên là em báo các bác là chỉ có hai bộ này nha. Chỉ có hai bộ 3 triệu 800. Còn dây AV là khoảng được 8 bộ. Em để các bác là giá là 2 triệu 500. Còn dây ba lăng Monster thì về được vài bộ. Monster là giá là 1 triệu một bộ. Thì vừa rồi em cũng đã giao một bộ mắt trên tóc cho một bác chủ ở ngoài Bắc rồi. Em giới thiệu lại nha. Bộ mắt trên tóc này, tại vì dòng này là em tuyển về, em đang về thêm một bộ nữa nha các bác. Tại vì dòng này nghe hay và cực kỳ chất lượng, dòng mắt trên tóc. Tại vì hai đầu là trong hiểu được bọc không, bọc lại kéo nó trầy rồi các bác. Để vận chuyển về mắt trên tóc, mắt yêu à, sử dụng là rất rất là rất Furutech, rất khó nha. Chúng ta vậy này nó sẽ bung này ra, nó giữ chặt cái đầu mà chúng ta cắm vào là rất khó này. Đây, rất Furutech nha các bác. Protech là một thương hiệu chuyên sản xuất những đầu rack cũng như là phụ kiện âm thanh. Protech, rack Protech nha. Hai đầu bọc chú hết, 2.5 một vế nha. Đây là gồm một bộ, nó gồm hai dây như thế này. Đây các bác thì sẽ thấy dây đẹp không nha, em về là dây đẹp.
Và hiện tại đang trên đường về là về một bộ nữa, khoảng là 4-5 ngày mới về tới nha các bác. Một bộ bữa là em đã giao rồi, giá là 8.700.000, có nhỉnh hơn 200.000 so với đợt trước nha các bác. 8.700.000 nha, 8.700.000 một bộ là gồm hai dây như thế này. Mắt trên tóc về các bác chơi như dòng loa JB quá tuyệt vời rồi. Đây một bộ là 8.700.000 nha, còn đây là bộ cao cấp nhất, đắt nhất ở trong đường này về, đó là XLO còn cả túi nha. XLO, XLO. Cái này là mạng Nhật về này các bác, còn cả túi luôn nha. Đây, bộ này là đỉnh của chóp ở trong đầu năm này rồi. Đây em khui nhiệt ra các bác nha. Bộ này là giá 27.500.000 nha. Dây cũ có thể túi nó theo thời gian này. Đấy. Mà có được cái túi này rất là giá trị nha. Đấy. Có túi này nó còn rất là đẹp nha. Gọi là trên 95% luôn. Rồi toàn dây lo những dòng này thì các bác sẽ biết nó ở trong những cái phòng audio rất là cao cấp. Đó bằng túi. Đã có kém qua rồi nha các bác, đã có kém qua. Và vẫn còn giữ nguyên những cái bọc bảo vệ những cái đầu chống nhiễu này, XLO. Đây, dòng cao cấp này các bác, dòng hi-fi này. Có thiết kế đó chưa? Đây, em để rộng ra để các bác cùng chiêm ngưỡng cái bộ XLO này. 27.500.000 nha. Trước tiên em mời các bác cùng xem đầu rack nó tất cả là dòng dây loa cao cấp để sử dụng rack bắp chuối hết nha. Chuối tại vì dây loa bây giờ họ sản xuất toàn là bắp chuối hết. 23 một vé. Đây và cấu hình của nó này các bác. Như một con rắn. Và các bác tự để ý từ những cái tỉ mỉ về những chi tiết mà những cái sản phẩm cao cấp hi-fi của những hãng danh tiếng họ sản xuất ra. Đó là dòng Singapore 3 Made in USA nha. Singapore 3. Các bác thấy độ chi tiết không? Đấy. Đây là phần hệ thống chống nhiễu đó ở cho mũi đầu này. Bộ này giá 27.500.000 nha các bác, 27.500.000. 27.500.000. Đây, cũng có một vài bên xước này rồi các bạn. Tại vì những cái dòng kéo qua kéo lại trong những bộ dàn âm thanh thì nó cũng không thể tránh được, nhưng mà nó rất là đẹp các bác. Nó còn cả những cái bọc này là nó bảo vệ rất là kỹ. Đấy. Đẹp ngất ngay nha. Đấy. Glow Electric dòng Singapore 3. 27.500.000, đây là bộ Singapore 3 của XLO. Còn bộ mắt in tóc này thì các bác nhỉnh hơn 200.000 so với đợt trước là 8.700.000. Còn da ba lăng này là 1.000.000 một bộ. Còn hai bộ dây loa on ring kia thì giá nó là 3.800.000 một bộ. Còn da AV là giá 2.500.000. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào cứ alo trực tiếp trong qua số điện thoại trên. Đây là những sản phẩm mới về, em phục vụ các bác những trong phụ kiện audio để mình có thể nâng cấp và sở hữu những bộ dây để truyền tải tín hiệu tốt nhất và cho ra âm thanh gọi là hay nhất có thể, nó không bị hạn chế đi cái tín hiệu khi mà qua đường truyền. Những dòng dây này những hãng thiết kế ra thì các bác sẽ biết được là cái chất lượng và truyền tải âm thanh nó đạt tiêu chí gọi là cao nhất, không bị biến dạng cũng như không bị mất đi những cái chi tiết của âm thanh.